Là rào chắn vẫn còn này, ở đây chưa đi được dây giăng doanh xe ô tô đó. Bây giờ thì có người cách ly, anh chị có thể nhìn thấy, anh chị có thể nhìn thấy cái banner bảng quảng cáo phía trước nhà không? Rồi em đi thẳng là anh chị được nhìn thấy bệnh viện Chợ Rẫy trọn vẹn luôn, cái view đẹp. Hôm nay là ngày thứ bảy anh chị, phía trước cũng không có đông lắm ha. Có tiền thì mua cái loại đắt hơn, không có tiền thì mua cái loại rẻ hơn. Và ở đây còn bán những cái khung thờ, khung ảnh thờ đó, những người qua đời. Dạ Sài Gòn hôm nay xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Chà, ở đây là con đường Đỗ Ngọc Thạnh đây anh chị. Bên trái chúng ta quẹo ngược về chợ vải Soái Kình Lâm. Hướng này chúng ta chui qua cái Thuận Kiều Plaza này, chúng ta đi về chợ Tân Thành. Anh chị thấy là rào chắn vẫn còn này, ở đây chưa đi được dây giăng, nhìn sơ sát. Ở Thuận Kiều Plaza ngày nay là Garden Mall đó anh chị. Và lúc trước khi mà trong thời gian phong tỏa thì đây là cái khu cách ly tập trung của những người bị bệnh Covid, được sắp xếp cải tạo trở lại thưa anh chị. Và trong cái đợt này thì Sài Gòn mình cũng đang chuẩn bị có những cái phương án đối phó với cái việc mà dịch bệnh bùng phát trở lại. Cho nên là chắc là nó cũng sẽ được cải tạo một phần nào đó để làm cái khu điều trị thu dung. Bây giờ là 12 giờ 30 phút trưa ngày 13 tháng 11 năm 2021 rồi thưa anh chị. Em đang đứng trên con đường Hồng Bàng đây. Hồng Bàng hướng này thì chúng ta sẽ đi về khu vực Cây Gõ. Em đi ngang Thuận Kiều Plaza đây thấy rào chắn ghê quá. Và không có một cái hàng quán nào ở đây gọi là buôn bán cả anh chị. Như hướng này cũng có một chiếc xe cứu thương đậu ở trong này. Không? Và bên kia cũng không thông được vô bên trong này ha, dây giăng hết này. Đó, bên kia là chợ Tân Thành. Còn cái hàng quán ở vị trí này là đóng hết ha. Bên kia thì dãy nhà trên con đường Hồng Bàng đó, khá đẹp thưa anh chị. Hôm nay là ngày thứ bảy cuối tuần. Em về chợ lớn. Đó, và nhân tiện ghé muốn mời anh chị từ đây chúng ta ghé về con đường Nguyễn Chí Thanh. Ngày xưa có tên là Trần Hoàng Quân. Để chúng ta lang thang trên cái phố bàn thờ, có bệnh viện Chợ Rẫy và có con phố chị em ngày hôm nay. Thứ bảy máu chảy về tim. Em xin chúc cô bác anh chị và các bạn một buổi bây giờ là 12 giờ 30 rồi, thêm một buổi trưa đi. Sài Gòn mình thật là bình an và thật là nhiều sức khỏe anh chị. Hàng quán ở đây là đóng hết, Thuận Kiều Plaza. Đó, hôm nay thì em về khu vực Chợ Lớn để thăm lại một vài cái hình ảnh cái mùa Noel sắp tới trong cái bối cảnh các nước trên thế giới cũng bùng phát dịch trở lại và người ta cũng hủy rất là nhiều cái lễ hội Noel thưa anh chị. Còn Sài Gòn mình thì anh chị biết là 3-4 ngày gần đây là số ca dương tính đều trên 1.000 ca cả. Hôm qua ngày 12 tháng 11 thì chúng ta có tới 1.388 ca, trong đó 43 ca tử vong nữa anh chị. Đó. Và ngày hôm nay cho dù đã chích 2 mũi vaccine rồi vẫn tử vong như bình thường nha. Cho nên em hy vọng là bà con mình thật là cẩn thận. Đặc biệt là những cô bác anh chị trên 50 tuổi đó và có một vài cái bệnh nền thì chúng ta càng phải chú ý hơn. Ở đây chúng ta có con đường Dương Tử Giang đây. Đó, em sẽ chạy về con đường Nguyễn Thị Nhỏ anh chị, là Dương Công Trừng ngày xưa đó, để em đi về con đường Nguyễn Chí Thanh, năm xưa là Trần Hoàng Quân. Con đường Hồng Bàng này thì đi thẳng là chúng ta đi về Cây Gõ và đi về Phú Lâm. Ở ngay vị trí em đang chạy đây thì nó thuộc thuộc đường Hồng Bàng, phường 15 quận 5 thưa anh chị. Phường 15 quận 5.
dịch bệnh các nước trên thế giới ngày hôm nay là bắt đầu cũng đang rục rịch bùng phát trở lại rất là nhiều. Một số quốc gia họ bắt đầu tái phong tỏa một phần. Sài Gòn mình cũng thế, lo lắm anh chị. Đây là con đường Tạ Uyên, khu phố bán nhiều cái đồ cơ khí, sắt thép và vịt quay. Ngày xưa nó có tên là Tôn Thọ Tường. Em mời anh chị chúng ta lang thang tới con đường Nguyễn Thị Nhỏ nha anh chị. Cập nhật một vài cái hình ảnh của khu vực đường Nguyễn Chí Thanh. Đây là con đường Hà Tôn Quyền. Buổi chiều tà thì có món sủi cạo rất là đông, rất là nhộn nhịp ở trên con đường Hà Tôn Quyền này. Em cũng hôm nào em cũng sẽ ghé về để cập nhật gửi đến anh chị. Bên phải em ở đây có trường tiểu học Hùng Vương ha. Và anh chị biết là chúng ta đã trải qua được hơn 4 tháng phong tỏa diện rộng. Bây giờ nghe lại cái chữ phong tỏa diện rộng, tự nhiên cái em thấy nổi da gà hết cả lên. Tuy nhiên thì theo như cái thông tin lãnh đạo Sài Gòn vừa mới phát đi ngày hôm qua, nếu ví dụ như Sài Gòn mình số ca bùng phát trở lại thì chúng ta sẽ tiếp tục phong tỏa thưa anh chị. Đây là con đường Võ Trường Toản nè anh chị. Quẹo phải thì chúng ta đâm thẳng ra được Nguyễn Chí Thanh luôn. Nhưng mà em chắc là sẽ chạy về đường Nguyễn Thị Nhỏ trước, rồi sau đó mới quẹo xuống Nguyễn Chí Thanh để cho nó trọn vẹn cái con đường, cái đoạn dưới này. Chúng ta ngày hôm nay là cách ly F0 tại nhà hết, với số cách ly rất là cao thưa anh chị. Em nhớ không nhầm là khoảng hơn 40.000 người. Đó, và hiện nay thì đang chậm trễ trong cái việc mà cung cấp cái gói an sinh thuốc điều trị Covid. Đây là con đường Nguyễn Thị Nhỏ thưa anh chị. Bên trái anh chị sẽ chạy về chợ Bình Tây, và bên phải thì anh chị sẽ quẹo về đường 3 tháng 2 Trần Quốc Toản ngày hôm nay. Và bây giờ em sẽ quẹo phải đây. Chúng ta đang là khá chậm trễ trong cái việc mà cung cấp cái gói an sinh, gói thuốc. Dường như là sau khi tháo cái lệnh phong tỏa 4 tháng thì không chỉ là người dân Sài Gòn mình bây giờ mà xuất hiện những cái sự chủ quan trong cái việc phòng chống dịch, mà các cái trạm y tế ở quận, huyện đồ gì người ta cũng bắt đầu chuyển qua các điều trị bệnh khác nhiều hơn. Rồi lực lượng y tế rút dần, rồi nào là những cái người tuyến đầu người ta xin nghỉ, y tế là nghỉ nhiều lắm anh chị. Cho nên cái việc gọi là những người F0 tiếp cận được cái sự tư vấn, hướng dẫn và gói thuốc rất là chậm, dẫn đến cái số ca tử vong nó vẫn đều đều 40+ ca. Đây là con đường Tân Thành anh chị ha, quẹo phải chúng ta đi về khu vực chợ Tân Thành, chợ phụ tùng xe gắn máy, xe đạp và các cái phụ kiện khác. Thì bây giờ dịch bệnh có cái nguy cơ bùng phát lại, cho nên là chính quyền Sài Gòn mình bây giờ bắt đầu ra chỉ đạo là phải cung cấp cái gói an sinh F0 đó cho F0 là trong vòng 24 giờ. Và bây giờ nếu mà các bạn nếu mà có ba anh chị bị dương tính đó, thì chúng ta cứ gọi lên khu vực phường xã gần nhất nơi mình ở đó để được tiếp cận cái gói an sinh thưa anh chị. Đây là con đường Nguyễn Chí Thanh đây, Trần Hoàng Quân năm xưa. Trước Trần Hoàng Quân thì nó còn có cái tên là Nhân Vị thưa anh chị. Đi một đoạn nữa bên trái em con đường Nguyễn Thị Nhỏ thì chúng ta đi ra đường 3 tháng 2. Còn bây giờ em sẽ bắt đầu lăn bánh vào đoạn Nguyễn Chí Thanh. Cái này thì một con phố người ta bán các cái trang thờ đó, tượng Phật rồi đó. Ở đây có vé số rồi ha, vé số đổi đời, trang thờ tượng Phật rất là nhiều dọc theo cái con phố này. Nó trở thành một con phố chuyên bán và
em gọi vui là phố Bàn Thờ. À, đoạn này thưa anh chị, và con đường Võ Trường Toản lúc nãy thì đâm thẳng qua tới đây, nhưng mà bây giờ chúng ta thấy là cũng mất tiêu luôn rồi, còn có một đoạn Võ Trường Toản thôi. Vé số đi, đổi đời, mùa dịch ai mà trúng tờ 2 tỷ là thấy đổi đời luôn anh chị. Còn mà ai mà mua Vietlott ngày hôm nay trúng một lần mấy chục tỷ, cả trăm tỷ là thôi rồi. Quá tuyệt vời luôn. Đây thì có một đám tang thì vậy. Chúng ta tới khu vực chợ Hà Tôn Quyền. Chợ Hà Tôn Quyền thì vừa một cái chợ sắt mà sắt thép đó anh chị, vừa là một cái chợ bán cái này, bán đồ ăn bình thường. Có cái rào, cái rào trắng lại anh đó, anh dẹp luôn cho xe vào. Rồi em mời anh chị đi qua Hà Tôn Quyền, ngã tư Hà Tôn Quyền và đường Nguyễn Chí Thanh, Trần Hoàng Quân. Trước Trần Hoàng Quân thì con đường này còn có tên là Nhân Vị thưa anh chị. Khu vực này gần chợ cho nên là đường xá nó hơi dơ một tí, và chắc có lẽ anh chị em công nhân ngày hôm nay cũng nghỉ đi quét dọn rồi. Với lại ở đây anh chị thấy không, người ta sửa xe gắn máy, đổ xe gắn máy này, đó, thay nhớt đồ rồi thay mâm rồi đầy đủ hết. Ở đây cũng nhiều cái dịch vụ bán hàng lắm anh chị. Bên phải em là nhà thuốc Hoàng Hậu cũ, mà ở giống như một cái rạp hát ở ngay ngã tư con đường Tạo Uyên với đường Nguyễn Chí Thanh. Ở dưới thì bây giờ người ta bán tùm lum đồ như thế này, ngay góc này. Con đường Tạ Uyên phía trước đây là con đường Tôn Thọ Tường ngày xưa. Chà, bên đối diện góc trái anh chị thấy có một cái nhà cũ quá trời luôn, đóng cửa hồng phát ha. Phố này thì người Hoa. Ở đây thì nó thuộc phường 15 quận 5 luôn đó anh chị. Con đường Tạ Uyên này bên trái anh chị chạy về đường Trần Quốc Toản 3 tháng 2 ha. Bên phải anh chị chạy về con đường Hồng Bàng đó. Thì như em có chia sẻ lúc nãy đó anh chị, nếu như Sài Gòn mình dịch bùng phát quay trở lại thì chúng ta sẽ tái phong tỏa siết chặt như ngày xưa. Và cái mức độ mà chúng ta thực hiện tái phong tỏa đó là vùng cam thưa anh chị, tức là cấp độ thứ 3 rồi, nguy cơ cao đó, vùng cam. Rồi em băng qua cái ngã tư này. Hiện tại ở Sài Gòn mình thì chỉ còn một vùng cam thôi, đó chính là Cần Giờ. Anh chị thấy là Cần Giờ là cái khu vực á, lúc trước là công bố kiểm soát dịch được thứ hai sau quận 7 ha, và trở thành vùng xanh. Bây giờ đã quay trở lại vùng cam. Trước đây một ngày á thì có huyện Nhà Bè nữa anh chị, cũng vùng cam nguy cơ cao. Nhưng mà hôm nay Nhà Bè công bố ngược trở lại là đã chuyển qua vùng vàng rồi, hạ một cấp, là chỉ còn có Cần Giờ thôi. Trong đó Hóc Môn quận 12 là gì thì cũng dịch bệnh bùng phát trở lại nhiều, nhưng mà cũng chưa đến nỗi nguy cơ cao, chỉ còn có một vùng cam thôi anh chị. Và nếu cả Sài Gòn mà lên vùng cam là chúng ta bắt đầu phong tỏa lại như ngày xưa. Anh chị thử nghĩ xem, em rất là ngán ngẩm cái cảnh phong tỏa 4 tháng vừa rồi. Dừng ngay cái ngã tư này để anh chị nhìn một chút xíu con đường Dương Tử Giang. Quay trái cảnh vật Dương Tử Giang đây anh chị, vẹo phải thì anh chị đi ra đường Hồng Bàng ha. Ở đây thì không có đèn xanh đèn đỏ đâu, chúng ta cứ né nhau mà chạy thôi. Bắt đầu từ đoạn này thì anh chị thấy phố Bàn Thờ, các trang thờ đó. Vì chứ những cái trang thờ như thế này thì có nhu cầu là người ta mua thôi, chứ cũng không phụ thuộc vào nhiều vào cái việc mà có làm ăn được hay không. Có tiền thì mua cái loại đắt hơn, không có tiền thì mua cái loại rẻ hơn. Và ở đây còn bán những cái khung thờ, khung ảnh thờ đó, những người qua đời đó anh chị. Nguyên cái con phố này, phố Bàn Thờ, trang thờ, tượng Phật. Ở đây thì chuyên là tượng Phật là nhiều, là hầu như 100% luôn á, chứ không có bên đạo Công giáo mình. Ở bên trái anh chị ở đây là con đường Đào Nguyên Phổ. Bên trái con đường Đào Nguyên Phổ ngay chỗ HD Banh đây nè anh chị, đúng không?
đường Nguyễn Chí Thanh, trận Hoàng Quân năm xưa. Và cái con đường này thì nó cũng có rất là nhiều cái kỷ niệm với anh chị. Tuy nhiên hôm nay thì anh chị thấy là nó cũng vắng lặng lắm ha. Ồ, bên phải em đây có một khu nhà cổ quá trời luôn này, ngay góc này. Ở dưới thì người ta bán sửa xe đồ. Bên trên thì có những cái hành lang cũ. Chắc em phải gỡ camera ra một tí để anh chị nhìn những cái hàng cây sơ qua coi nó đẹp không. Nhà cũ quá trời đây nè anh chị. Rồi chúng ta quay một vòng xung quanh phố xá đường Nguyễn Chí Thanh, Trần Hoàng Quân ngày thứ bảy. Và con đường cũng vội vã anh chị. Chiều hôm nay xong xuôi thì sẽ về nghỉ ngơi bên gia đình. Và đây là ngã tư con đường Đỗ Ngọc Hạnh và đường Nguyễn Chí Thanh. Đây có một khu nhà này, ngày xưa chắc là nhà hàng ha. Bây giờ người ta cho thuê nguyên căn luôn đó anh chị. Góc phải của em chị đang nhìn thấy đây, thuê nguyên căn luôn. Con phố cũng sơ sát ghê chứ. Đường này thì có hàng cây khá là đẹp. Em thích những cái con đường có nhiều cái hàng cây như vậy. Lúc đầu cái clip thì anh chị thấy là rào chắn cắt ngang cái con đường Đỗ Ngọc Hạnh ngay chỗ Thuận Kiều Plaza đó. Em tin là chắc không ai muốn nhìn thấy những cái hình ảnh này trong thời gian sắp tới đó. Đặc biệt là chúng ta đang đi tới cái chặng đường cuối năm, có thể là Noel nè, rồi Tết nè. Khu phố bán trang thờ có cả bằng đá, bằng gỗ luôn anh chị. Noel năm nay em cũng đang rất là hồi hộp, không biết là có được tổ chức hay là không, rồi cái số lượng người tham gia như thế nào. Ở đây chúng ta có con đường Phó Cơ Điều thưa anh chị. Bên trái là dòng xe chạy về từ chợ Thiết và con đường 3 tháng 2 Trần Quốc Toản ngày hôm nay. Bên phải anh chị quẹo về chợ Tân Thành. Bây giờ chúng ta sẽ chạy từ từ tới khu vực bệnh viện Chợ Rẫy anh chị ha. Với con đường phía trước cắt ngang là con đường Thuận Kiều. Không biết tình hình bệnh viện Chợ Rẫy như thế nào, nhưng ngày hôm nay thì Sài Gòn mình cũng sắp xếp chi viện cho những cái vùng bùng phát dịch ở miền Tây. Miền Tây bây giờ cũng nhiều tỉnh thành bắt đầu nâng tới cấp độ lên, ví dụ như Vĩnh Long vượt 4.000 ca một cái là người ta ngưng bán tại chỗ liền anh chị. Còn ở ngoài Bình Thuận, Phan Thiết của em thì bây giờ bắt đầu từ 19 giờ từ 7 giờ tối đó tới sáng là không được ra khỏi nhà nữa. Coi như là giống như chỉ thị 16 ngày xưa đó anh chị. Em đang đứng ở ngay con đường Thuận Kiều. Đây, bên kia là bệnh viện Chợ Rẫy. Bên trái Thuận Kiều này anh chị đi về đường Lê Đại Hành. Đi ra lại con đường 3 tháng 2 Trần Quốc Toản ngày hôm nay. Trần Quốc Toản ngày xưa. Còn bên phải Thuận Kiều thì anh chị sẽ đi ra Hồng Bàng, chạy về con đường Châu Văn Liêm, tức là Tổng đốc Phương ngày xưa đó anh chị. Bệnh viện Chợ Rẫy đây. Để xem hôm nay có cái gì mới hay không, quang cảnh như thế nào, thay đổi như thế nào trong cái mùa dịch bệnh này. Khi mà bị dương tính cách ly tại nhà nó cũng lo lắm anh chị, lo lắm. Cho nên cái tinh thần nó là rất là quan trọng luôn. Và lúc đó thì tìm cách để gọi lên cái trung tâm đó, bệnh viện đó, thì mong chị được là có người tư vấn chăm sóc và có cái thuốc điều trị Covid như thế nào thôi. Nên bây giờ cái điều đó khá là quan trọng. Các tỉnh thành thì bây giờ họ vẫn chưa có cách ly tại nhà đó anh chị, và bây giờ vẫn bắt đầu thí điểm tùm lum hết trơn á, chứ không như Sài Gòn mình. Ngay cả ở ngoài Hà Nội cũng vậy.
người ta cũng đang bắt đầu thí điểm cách ly tại nhà, chứ từ hồi đến giờ người ta cũng toàn là cách ly tập trung không, có dương tính là bốc đi hết. Em quẹo bên trái, con đường này là con đường Lê Đại Hành thưa anh chị. Lý em quẹo vào con đường Lê Đại Hành thưa anh chị. Lý do chạy về Lê Đại Hành này là để đi ngược trở lại, ngược trở lại để anh chị ngắm ngang cái bệnh viện Chợ Rẫy đó. Đây là trường tiểu học Đề Thám. Ở đây có cái trường Đề Thám anh chị, cứ tưởng đâu là ở bên trung tâm phố Bùi Viện không à. Ở đây lúc trước đông lắm ha. Bây giờ thất thu, coi như là bà con mình không có còn buôn bán nhộn nhịp như ngày trước được nữa. Tại vì công an người ta cũng dẹp rất là nhiều, hơn nữa là bây giờ bệnh viện Chợ Rẫy này người ta cũng không có cho bán buôn bán nhiều ngoài phía trước nữa. Cơm, quần áo rồi gì. Rồi em đi thẳng là anh chị được nhìn thấy bệnh viện Chợ Rẫy trọn vẹn luôn, cái view đẹp. Hôm nay là ngày thứ bảy anh chị, phía trước cũng không có đông lắm ha. Em gần nghiêng nghiêng tí để anh chị nhìn thấy cái khung cảnh phía trước, nhìn tầng tầng lớp lớp xếp phía trong. Đây là khung cảnh phía bên ngoài. Rồi em sẽ quẹo ở bên tay trái. Những cái hành lang bên máy tay phải của em thì ngày hôm nay không có còn xe đậu nhiều nữa. Ngày trước là rất đông luôn anh chị, xe đậu hết cái tuyến bên phải này, người đi bộ thì đi dưới lòng lề đường. Nó rào lại đó, người đi bộ đi dưới lòng lề đường luôn, còn bên phải thì dùng để giữ xe anh chị. Ở bên trái em là đường Lý 5D ha. Chúng ta chạy về cái khu chợ ve chai bán ở chỗ Nhật Tảo đó, khu cư xá Nguyễn Văn Thoại, Lý Thường Kiệt ngày hôm nay đó anh chị. Chiều thứ bảy con đường ngay đoạn này thấy nó trống vắng ghê, không có nhộn nhịp lắm. Con đường bên mé tay trái của em ngay cái vị trí này đây, phía trước ngã tư đây là con đường Lý Thường Kiệt, là Nguyễn Văn Thoại ngày xưa thưa anh chị. Bên trái thì chúng ta sẽ quẹo ra đường 3 tháng 2 Trần Quốc Toản ha, và đi về ngã tư Bảy Hiền, Lăng Cha Cả. Còn bên phải con đường Lý Thường Kiệt này thì anh chị sẽ đi về Hồng Bàng. Và ở đây thì chúng ta có sân vận động Cộng Hòa đó, nằm ở phía sau cư xá. Ở bên tay trái của em đó là sân vận động Cộng Hòa ngày xưa, bây giờ nó là sân Thống Nhất. Ở bên đường sau của cái cư xá Nguyễn Văn Thoại đó anh chị. Rồi chúng ta băng qua ngã tư Lý Thường Kiệt này, chạy về. Hết cái phố Bàn Thờ rồi. Bây giờ là đến cái phố chuẩn bị xuống cái phố Chị Em. Rồi phía trước có một anh ngồi giữa vô chiếc xe ngủ luôn. Mình đi ngoài đường có nhiều khi cũng phân vân lắm anh chị. Cái này là em chia sẻ thiệt tình. Có đôi lúc mình cũng ngại lắm, mình sợ, không có biết như thế nào hết. Anh chị biết mà. Ở đây là ngã tư con đường Nguyễn Kim đây anh chị. Ở bên trái chúng ta quẹo qua cái khu sân vận động Cộng Hòa đó. Bên phải anh chị quẹo ra đường Hồng Bàng. Đây là có nhà máy bia Sài Gòn 333. Ngày hôm nay thì nó không có thuộc bia Sài Gòn nữa, nó cũng có nhiều cái vấn đề tùm lum liên quan ở cái chỗ này lắm.
chỗ công ty bia này lắm. À, đi ngoài đường ngày hôm nay cũng sợ lắm anh chị. Thật sự là mình không biết người ta như thế nào luôn. Có đôi khi mình cũng rất là lo lắng chứ. Cướp, giật rồi này kia xảy ra cũng nhiều. Và mình thì không thể nào hiểu hết người khác được. Cho nên nhiều khi có những cái trường hợp mình cũng dè dặt lắm. Không biết thật giả giả ngày hôm nay nó cứ lẫn lộn như thế nào. Đây, công ty bia Sài Gòn, bên trái là con đường Hưng Long thôi. Tiếp tục lang thang trên con đường Nguyễn Chí Thanh, Trần Hoàng Quân ngày xưa. Phòng khám sàng lọc Covid. Ngày hôm nay cái việc mà nhập cảnh vô đi sân bay quốc tế rồi bây giờ vào phải cách ly. Nói chung là chúng ta đang còn khá là thận trọng đó anh chị, thận trọng quá đó. Xét nghiệm cách ly thì cũng bị xèo hết, cũng chưa có đâu vào đâu được. Khu phố này thì bây giờ bắt đầu chúng ta thấy là đổ xe máy rồi xe ô tô thì bắt đầu tới đây sửa chữa nè. Ở một góc phố ở trên con đường Nguyễn Chí Thanh, Trần Hoàng Quân, thưa anh chị, bên phải em ở đây có phòng tư vấn đào tạo nghề. Ngày hôm nay các trường học thì đóng cửa im lìm ha. Cây to, lá rụng, lá cây quá trời. Khu vực này thì anh chị sẽ thấy người ta đổ xe ô tô lên phụ kiện, dán phim. Đó, xe ô tô, xe máy cũng nhiều lắm. Cho nên là nó giống như con phố An Dương Vương. Bên phía bên trái của em thì có một nhà ha. Có một nhà người ta kinh doanh xe ô tô đó. Bây giờ thì có người cách ly. Anh chị có thể nhìn thấy cái banner bảng quảng cáo phía trước nhà không? Ở đây thì người ta để là có người cách ly, y tế phòng chống Covid, dằng dây dán bảng, thấy ghê không? Ồ, khỏi làm ăn luôn. Ta treo mấy cái đồ phụ tùng xe tùm lum phía dưới, quá trời. Rồi, em quẹo trái tiếp, đi con đường Nguyễn Chí Thanh. Đi xuống tới phía dưới là ngã 6 Nguyễn Tri Phương đó anh chị. Đây là con đường Ngô Quyền. Bên phải anh chị quẹo ra Hồng Bàng anh chị ha. Đi hết đường thì chúng ta đi về bến Hàm Tử ngày xưa. Ngày nay là đại lộ Võ Văn Kiệt. Còn bên trái anh chị sẽ quẹo ra con đường 3 tháng 2 Trần Quốc Toản năm xưa. Với đoạn bên trái này là ngày xưa có tên là Triệu Đà đó. Xe ô tô, xe máy ở đây rất là nhiều ha. À, bắt đầu cái con phố ở phía dưới ngay ngã 6 Nguyễn Tri Phương đó là cái con phố chị em, thưa anh chị, khu phố chị em, khu phố bàn thờ tiếp nối với khu phố chị em. Ngày hôm nay thì những cái ngành nghề massage, spa massage là coi như là vẫn chưa có được hoạt động trở lại. Cho nên là những người mà làm trong những cái ngành nghề này á, thì ngày hôm nay không biết là chắc là họ đi kiếm những cái công việc khác để kiếm thu nhập thôi anh chị, chứ làm sao mà chờ đợi được. Bên trái em là con đường Nguyễn Tiểu La chạy về phía khu chợ Nguyễn Tri Phương hay là Kỳ Đại Quảng Trung đó.
Bên trái em ở đây có trường Nguyễn Chí Thanh và một cái khu nhà cũ, anh chị thấy không? Em nghiêng nghiêng cái camera một tí. Mặt trời bây giờ đổ bóng chiều rồi. Rồi bây giờ em tới khu vực ngã 6 Nguyễn Tri Phương đây anh chị, với bức tượng của ông An Dương Vương, Thánh Tổ Binh Chủng Công Binh nằm ngay vị trí này. Còn một tượng nữa nằm ở ngay cái hội trường Dương Hồng lúc xưa đó, bây giờ thì cũng không còn anh chị. Và bên tay trái là con đường Nguyễn Tri Phương hướng ra đường, hướng ra chợ cá Trần Quốc Toản trên con đường 3 tháng 2 ngày hôm nay. Còn bên mé tay phải thì con đường Nguyễn Tri Phương hướng về phố La Caille, Đại Thế Giới với cái con phố bán sầu riêng. Còn con đường, một con đường nữa đó là... Trời ơi, chiều thứ bảy ông nào chạy xe mô tô nghe nhức đầu ghê. Đây, khu vực con đường này là Ngô Gia Tự ngày hôm nay thưa anh chị, minh mạng năm xưa. Hướng này anh chị bên phải chúng ta đi về khu vực nhà thờ Chợ Lớn. Còn bên trái thì là hướng đi về ngã 6 Lý Thái Tổ anh chị. Hình như là đèn đỏ rồi. Em đứng đợi một tí, chịu khó đứng đợi ngay chỗ này. Với con đường Ngô Gia Tự ngày hôm nay thì có cái phố chuyên doanh nội thất, chuyên bán các cái đồ giường tủ, quần áo, ghế, rồi bàn. Đến ngay khu vực ngã 6 này để anh chị nhìn lại một vài cái cảnh kỷ niệm năm xưa trong cái chiều thứ bảy này. Hôm nay thì không biết có mưa hay không, hình như tối qua thì cũng có mưa một số nơi ở Sài Gòn đó anh chị. Rồi em tiếp tục nhập vào con đường Nguyễn Chí Thanh, Trần Hoàng Quân năm xưa, con phố chị em đoạn này. Con phố này thì lúc trước đi thì anh chị sẽ thấy nhiều chị em hay chạy xe máy, đặc biệt là dạng Attila Tay Ga đó, họ sẽ rảo xung quanh những cái con đường này. Lúc mà mới vào Sài Gòn thì em không có biết, không có biết cho nên thấy cũng lạ lắm, cứ nhìn theo hoài à. Sau này thì mới hiểu anh chị. Thì đó, ngày hôm nay là cái mùa dịch mà chúng ta thấy là cũng khó để mà có thể những cái công việc đó như vậy thì rất là khó, không có còn nữa. Bên phải em có trường dự bị đại học Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày xưa thì bé út của em á đi thi là thi trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương bên trái đây này. Ở ngay chỗ này thì có một trường Cao đẳng Sư phạm. Là anh chị. Chuyên là về giáo viên mầm non ha, Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Rồi em băng qua con đường phía trước đây là con đường Nguyễn Duy Dương thưa anh chị. Nguyễn Duy Dương ở đây thì cũng không có đèn xanh đèn đỏ ha. Tới hết khỏi Nguyễn Duy Dương thì xuống dưới này chúng ta có Sư Vận Hạnh. Và khu vực này thì nó gần như là một cái chành xe, bến xe của nhiều cái nhà xe ở khu vực miền Tây á anh chị. Người ta hay đón khách, trả khách rồi lên hàng xuống hàng đồ cái khu vực này gần gần đây. Xuống dưới này thì chúng ta có cái công viên Đại Hàng, công viên ngày nay hình như nó là công viên Âu Lạc thì phải, hay là công viên Hòa Bình á, em cũng quên rồi. Ngay cái góc đường Sư Vận Hạnh với lại Nguyễn Chí Thanh đây. Xe cổ ở đây nhiều ha, một vài cái nhà xe người ta tập trung ở cái khu vực này để giao hàng, nhận hàng rồi đó.
ngay góc Sư Vạn Hạnh, bên phải là chúng ta qua chợ An Đông nè. À, đường Sư Vạn Hạnh này bên trái thì anh chị sẽ quẹo về Lý Thái Tổ ha, về Bệnh viện Nhi Đồng 1. Đây, công viên. Đó, các nhà xe bây giờ người ta bắt đầu đón khách. Công viên Hòa Bình anh chị. À, công viên Hòa Bình ngày xưa là Đại Hàng đó. Xuống đây thì kết thúc cái con đường Nguyễn Chí Thanh, Trần Hoàng Quân. À, với cái vị trí này thì chúng ta có con đường Hùng Vương nè anh chị. Đó, con đường Hùng Vương ha. Xe đang chạy từ Hùng Vương lên, từ ngã 6 Cộng Hòa đi lên đây. Còn chúng ta đi thẳng thì chúng ta sẽ quẹo bên phải, như con đường đó là con đường em coi thử Trần Nhân Tôn thì phải. Chiều rồi, bây giờ thì em đi về nhà thôi. Chiều thứ bảy. Đây anh chị, con đường Trần Nhân Tôn ha. Chúng ta quẹo qua khu vực đường An Dương Vương nè, Trần Phú nè, Nguyễn Hoàng ngày xưa đó anh chị. Phố chiều cuối tuần. Ở bên trái em ở đây thì có một cái khu trung tâm thương mại đang xây. Nó là cái mảnh đất của bên mặt bên kia là đường Bê Trích Ký ngày xưa, Lê Hồng Phong ngày hôm nay đó anh chị. Cái mảnh đất mà ngày xưa nhà xe Thành Bưởi, Phương Trang đồ đậu xa cạn miền Đông luôn đó. Xa cạn miền Đông cũ đó. Bây giờ thì dời đi ra ngoài Đinh Bộ Lĩnh với Xô Viết Nghệ Tĩnh rồi, cầu Bình Triệu đó. Còn ngày xưa thì nằm ở ngay cái góc này. À, phía trước anh chị đây là con đường Trần Phú. À, năm xưa có tên là Nguyễn Hoàng. Còn em đi thẳng con đường Trần Nhân Tôn này thì đụng tới ngay khu vực An Dương Vương luôn. Ra chợ cũng gần chợ An Đông luôn. À, Trần Phú ở đây. Đây có sách cũ nè anh chị. À, các cái tiệm sách cũ ngày hôm nay ở Sài Gòn mình hầu như là cũng mất đi hết ha. Em nhớ là trên con đường Trần Huy Liệu đó anh chị, Trương Tấn Bửu. Trương Tấn Bửu đó, ngay chỗ ngày hôm nay là quận Phú Nhuận đó. Đó, đó còn cái con đường sách. Đây là con đường An Dương Vương. Và em chắc là xin được kết thúc các clip ở đây thưa anh chị. Một buổi chiều thứ bảy, gửi đến anh chị một vài cái hình ảnh như thế này trên con đường Trần Hoàng Quân, Nguyễn Chí Thanh. Và cũng muốn chia sẻ để chúng ta cập nhật được cái tình hình, cũng như là biết được ngày hôm nay Sài Gòn mình cũng đang trong cái giai đoạn dịch bệnh bùng phát trở lại thưa anh chị. Em hy vọng là chúng ta cẩn thận hơn, không tụ tập đông người ăn uống nhậu nhẹt ban đêm nhiều nữa. Đi làm là một chuyện rồi anh chị, chúng ta phải chịu thôi. Nhưng mà cái việc mà ăn uống nhậu nhẹt quá nó cũng có cái nguy cơ bùng phát dịch rất là cao. Thì em xin được nhấn mạnh một đôi điều như vậy. Không có muốn thấy được những cái ngày phong thả như ngày xưa nữa đâu. Chúc cô bác anh chị và các bạn luôn bình an. Một ngày cuối tuần thật là nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn Hôm Nay. Bye bye, hướng này chúng ta đi xuống đường Nguyễn Văn Cừ là Cộng Hòa năm xưa đó anh chị.